hai em nghe anh nói nhá. Thôi thì anh cũng đều quý hai anh em. Bây giờ ở trên mạng ấy, Long là một, Khánh là hai, đều làm cái nghề mà không ai làm được. Đó là nghề déo tên, đúng không? Thì hai người đang chung công việc làm ăn như vậy ấy, thì anh nghĩ rằng hai anh em nên thể lệ với nhau, làm sao cho nó hợp lý để cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên, cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, cùng nhau đi du lịch, đúng không? Dù gì hai thằng cũng có những cái khoảnh khắc ngồi cạnh nhau chụp ảnh rồi live stream cùng nhau rất là vui, rất là anh em, đúng không? Đấy, tự nhiên bây giờ lên mạng xong cứ cầm điện thoại gọi điện hẹn ra ngã tư ngã bảy đánh nhau rồi này kia ở đấy. Thế anh nói như thế có đúng không? Thằng nào cũng đều oai, thằng nào cũng đều đại ca đại cốc một vùng, đúng không? Cũng đều đẳng cấp, cũng đều có tiền đấy. Thằng nào chịu xuống nước cả. Em không có tiền anh ạ. Thì bây giờ anh bảo qua Long lúc chiều rồi đấy Long nhá. Thì anh bảo anh muốn hai anh em hòa. Khánh thì anh vừa bảo nó rồi. Thì bây giờ hai anh em bảo nhau câu. Đấy bây giờ em sắp đi tu rồi em. Bây vấn đề này anh này. Khánh nghe Long nói đi. Vấn đề tầm này với em thì cũng đúng sai cũng không quan trọng nữa. Và bây giờ thì việc ai người làm anh ạ. Em chỉ nói anh thế thôi và cũng cho nói với cộng bạn thôi. Và em không bao giờ em nhắc tên Khánh hay là đăng bất kỳ một gì Khánh mà để mà làm ảnh hưởng đến Khánh nữa. Đấy là em nói thật. Đấy thì Khánh cũng như vậy. Khánh nãy vừa nói với anh như thế. Anh sắp đi tu Long ạ. Anh đi tu anh không có sân si gì cả. Đấy vì anh, cái vụ việc của em nó coi em như anh em Long ạ. Xong cuối cùng hai anh em lại như vậy. Bây giờ sau vụ việc này nó muốn đi tu luôn rồi đấy. Mày khuyên nó đi. Thôi không liên quan đến Long. Yêu mai Khánh cao im đi. Khánh im cho Long nói. Thôi nha, hôm nay trước toàn thể cộng đồng mạng, bên Zoom của anh Sơn là bên Zoom của anh Khánh. Em nói luôn, anh Khánh ơi, anh ơi có gì em sai rồi anh cho em xin lỗi. Đấy, thấy chưa? Em sai rồi anh cho em xin lỗi. Ok chưa? Mẹ cái thằng Khánh này nó xin lỗi chân thành mày đéo nào đấy nhỉ? Anh nhá, anh thôi, Khánh ơi, chủ em có lỗi gì em xin lỗi nha. Em hứa tôi từ nay đi tu tôi em nói lâu anh nghe được chưa? Khánh có chấp nhận lời xin lỗi không? Tôi không không nói nằm tôi đi tu sắp đi tu rồi. Không phải Long ạ, à. Long ơi Long, cái vụ việc của em xảy ra như thế, bây giờ Khánh nó chán đời, nó đòi đi tu. Thôi anh ạ, à, anh ơi anh đừng đi tu, anh phải ở lại chơi mạng xã hội với em cho vui. Ở mạng đúng xã hội rồi. Vậy thôi, nhiều khi em cũng hơi láo một tí, em hơi bướng một tí thì có gì thì thoáng đầu ra thôi, xong là xong. Còn là em xin lỗi. Bây giờ nhá, bây giờ cái thị trường kéo view mình cả kéo tên nhường hết cho Long, anh đi tu anh không quan trọng cái gì đâu. Anh đi tu anh sẽ để cái pháp danh là gì? Anh Sơn đặt cho anh cái pháp danh này, em đi tu thật đấy. Khánh ơi, anh bảo này. Em yêu cái công cao, việc em đi tu. Cái công việc làm ăn ấy thì hai anh em có thể bảo nhau. Cùng nhau đi lên, cùng nhau cố gắng. Hiểu chưa? Thôi không có tiền tiền đâu, em có thèm làm đâu. Mấy ngày nay em chán đời em đi chơi suốt ngày em có thèm làm đâu. Chứ bây giờ mày vì cái vụ việc này mà để mày đi tu như thế nó có đáng không? Long nó biết lỗi thì nó xin lỗi mày rồi. Thì anh mày được gì để chán đời em như đi thế tu bởi vì như này này em cũng nói thật em đi tu này. Bởi vì là em không yêu sự việc ở đây sự việc ở đây thì em nhiều khi là rồi. Anh hôm trước em mà nói chuyện có rõ rồi và có các anh ở đây rồi phải giải quyết rồi nhưng mà nhiều khi em thấy mặt anh cứ chơi em vẫn bực anh hiểu chưa mày. Thì trong đây lúc đấy thằng là nào cũng nóng cũng bực mà đến thằng Long nó còn có người yêu mà em đéo có em yêu Mai Ca chỗ này không được em đi tu. Đến tầm như thằng Năm nó còn có người yêu mà tại sao em không có? Thôi bây giờ này, cái việc hai anh em xin lỗi nhau ấy thì cộng đồng mạng cũng biết rồi. Thì mấy ngày vừa rồi lùm xùm rồi gọi điện hẹn nhau đánh nhau làm cho khán giả trên cộng đồng mạng xôn xao sợ hãi. Thì bây giờ hai thằng xin lỗi cộng đồng mạng đi. Bởi vì chính ơi, khán giả mới giúp anh em tồn tại đúng không? Anh mới là cái thằng anh mới là cái thằng phải xin lỗi cộng đồng mạng. Anh mới là cái thằng bán mâm tàu bán mâm Long ơi, anh có kích gì không? Hay anh chỉ bảo anh em làm hòa, mày trả lời đi. Nói chung là anh mới là cái thằng phải xin lỗi cộng đồng mạng.